gà thì nó còn có trái, mà cái thằng mà nó vàng vàng ở trên đọt á. Ờ, cái này là nó vụn hết lá xuống. Dạ. Cái ớt sừng vàng châu Phi này trong nhà lưới. Ừ. Này là trồng trong nhà lưới. Bây giờ anh thắc mắc là nó tại sao mà nó xuống trái ít này. Ừ. Nó xuống trái ít, ít trái. Cái này trồng trong nhà lưới này tốt. Cái này là bị khảm virus anh ạ. Cái này mình xịt cái thằng gì? Không, cái ớt này á, đây này, nó là bị khảm. Đây khảm, đây đúng rồi. Cái này thì đúng nước rồi. Bẻ bỏ nè. Nó cái này là nó bị khảm này. Ừ. Khảm do virus gây nên này. Ừ. Nên là cái đọt nó xuống lại này. Đó. Thấy không? Ừ. Cái này á là nó do cái con rầy trắng á. Con rầy cánh trắng. Rầy trắng nó đánh. Nó như vậy là bắt đầu là xong rồi đó. Nó xong rồi đó. Đúng rồi. Rầy trắng nó chích rồi nó lây truyền cái con virus. Để tôi coi cái con này đã rung nha, cái con này. Rầy trắng á, đó, nó bay á. Cái con đó đó hả? Ừ. Không, cái con rầy trắng tí nữa em mở điện thoại lên cho xem cái con rầy trắng. Chưa có biết bởi vì là cái con rầy trắng ấy là cái con mà nó là tác nhân để gây nên cái hiện tượng khảm này. Nó có bò nhiều lắm nhưng mà tự nhiên nó rớt lắm. Dạ. Với lại cái này để tí nó lên cái chỗ mà cái khu vực đầu trên đây kìa. Ừ. Lên cái chỗ khu vực mà nó đậu ít ấy, em sẽ giải thích cho anh là tại sao mà ớt của anh này nó đậu kém. Ừ. Trong khi anh làm trong nhà lưới này rất là đẹp này, bài bản này. Ớt này rất là cao ráo này. Mới rải vôi này, rải để xử lý. Rải này tốt ạ. Rồi bắt đầu tôi mua thuốc hộp về tôi gãi nữa. Hồi trước là tôi gãi mỗi một công như vậy là 5kg rồi. Dạ. Rồi sau đó khoảng cỡ nửa tháng sau tôi quậy bứt tóc. Như vậy là tứ xà đại nó lên trên. Cái này á, sau này anh làm nhà lưới á là anh làm cái kiểu này. Riêng đối với nhà lưới là đối với ớt nếu mà có làm là nên làm nhà lưới hở. Hở hả? Ừ, không nên. Bây giờ mình vén cái thằng đó lên, cái dắt nó lên luôn được không? Không nên làm nhà lưới kín. Nên mà bây giờ mà mình vén lên ấy sợ là côn trùng bên đấy cái buồng ốc nó tràn qua. Nó tràn qua có đánh không? Ừ. Ừ. Sợ nhất là côn trùng. Nhưng mà nếu mà bây giờ ấy, cây ớt này ấy, của mình ấy, trong nhà lưới nó đậu ít ấy, là nó do là nó không có gió. Ừ. Cây ớt thì là cây lưỡng tính, nhưng nếu nó muốn đậu ấy là mình cũng phải nó phải có cái sự đung đưa. Như vậy là thôi kệ, chịu khó vén gió đi, đúng con, rồi con trùng thì mình xịt. Đúng rồi, nếu mà bây giờ khi mình vén lên vén xuống được không? Đúng rồi, vén khi nó đậu tốt. Ừ. Rồi là mình bông quá nè. Mình ấy. Mà mình rớt hết chân. Mình vén lên cho nó đậu đã, nó đậu xong rồi bắt đầu là mình lại bỏ lưới xuống. Đấy, thì là nó sẽ đậu tốt hơn. Chứ còn nếu mới lại thứ hai nữa là cái lượng phân mình đi ấy, đối với cây ớt ấy, là nó quá dư. Dư ha. Cây như thế này là dư phân. Mà đã dư phân rồi á, cây ớt càng dư phân thì nó càng bỏ bông. À. Nó lo nó nuôi lá không à? Nó không có nuôi trái. Cái ớt mà về vấn đề bông này. Là ớt dư bông. À dư phân. Là nó đi nó nuôi lá tốt là bông bỏ hết. Cho nên là khi mình bón phân ấy, mình phải biết cái thời điểm để bón và căn cái thời điểm. Ví dụ như khi cái cây ớt của mình ấy, nó đang ra bông như thế này và cây nó đang ở tầm sung như thế này thì ngưng hết phân để cho đậu hết. Đậu khi nào cái trái nó cỡ bằng nhỏ nhỏ bằng này thì lúc này bắt đầu mình mới cho thêm phân để nó nuôi trái. Ví dụ mình đếm một cây thử đi, một cây nó khoảng được 100 trái, 200 trái. Đấy, hoặc là 50-70 trái thì lúc đó bắt đầu mình mới vô phân. Rồi bây giờ như vậy đó. Chứ nhân giờ tốt như thế này á là được không? Bây giờ mình chỉ có xịt cái canxi bo tăng cái liều nó lên để cho nó kích đậu được, bởi vì giờ muốn là nó đậu tới đâu ấy, nó đậu để nó ăn phân để nó sựng cái cây lại thì nó mới đậu tiếp. Chứ còn nếu mà ra đây này như thế này nha, như cái cây này. Như cái cây này này. Cái này nó sung cái này này là nó nhóng không à? Ừ. Này, nó lo nó nhóng nó đi lên không à? Và thứ hai nữa là bông vàng hết, bông vàng không bao giờ đậu. Thứ ba nữa là trong nhà lưới ấy, thường nó khó đậu hơn ở bên ngoài. Ừ. Bởi vì nó thiếu gió. Nó thiếu gió ha. Nó phải có gió đung đưa. Nếu sau này muốn làm nhà lưới ấy, là người ta nên chừa lại cái đường mà chỗ mương này này. Mình bỏ miếng này. Bỏ cái miếng ở mương này ra.
để bắt đầu gió nó lùa. Ừ. Nó lùa hai bên, đừng có bỏ đường chân là để nó ngăn côn trùng. À, à. Nhưng mà đường ở giữa giữa này này. À. Thì mưa nó xuống dưới này luôn, nó không tạt vào cây. Ừ. Nhưng mà nó có luồng gió lùa. Rồi. Gió lùa giữa hai bên, bởi vì nếu mà trong cái khu mà người ta làm nhà màng á, ừ, thường nó phải có quạt đối lưu. Hàng gì mấy cây bìa nó đậu lại nhiều. Cái cây ở bìa nó đậu, mà cái cây ở giữa này nó không đậu. Mà cái cây càng sát mé ngoài thì ra mé ngoài. Đấy, cây ngoài bìa như cây đầu đằng kia là anh mở mép lưới lên là nó đậu. Nhưng mà cái cây mà anh không mở mép lưới lên là nó không đậu. Đúng, nó bông dữ lắm. Đúng rồi, nó cái này cây này nó tốt, nó sung, nó bông. Đấy. Bởi vậy tôi như vậy là phải, mình phải xài thằng âm vừa nói là Cancibo. À, Cancibo. Cancibo. Ừ, đấy. Hàm lượng đầy một chút xíu. Đúng rồi, chứ đúng rồi, là mình xịt liều cao. Tôi thứ hai nữa là cái này của anh là anh đi phân tốt quá. Ừ. Chắc phân tôi độ là tôi đi phân trễ, bởi vì tôi đi phân nó tới đầu gần cả tháng bắt đầu tôi mới đi phân. Dạ. Cho nên là anh không phải cái này nó phân nhá, em nói anh ấy là phân, cái phân của mình nó thích cái á là đất của mình nó không có màng phủ. Ừ. Cho nên là mình chủ động trong vấn đề phân. Ừ. Khi nào ấy cây nó bắt đầu cái lá nó ngả sang cái màu hơi vàng, lúc đó mới dùng phân. À, chứ còn cây nó còn đang xanh mướt thế này mà ông thấy ông bổ thôi trái nó xuống ấy, ông lo cho trái nó, ông bơm mà phát là nó đi luôn. Vậy mà mấy ông kia ông nói mày đừng để cho có trái, bây giờ cây nó đang đấy, thì mà bây nó giờ có bông đó, bây giờ mày gãi phân xuống đi, mày đàm úp lên đi để mày để cho nó có trái, mày gãi phân xuống là nó thối trái hết. Không, đấy thế là sai lầm. Bây giờ là không có trái để mà thối. Có trái đâu mà thôi. Đó. Bây giờ mình rải phân mà nó ruột hết bông rồi thì trái đâu mà thối. Lo sợ thối trái thì mình lại bông có đâu, có trái đâu. Ờ. À, cây này nó tốt mà nó lo nó nuôi lá không chứ có được đó, trái nào đâu. Đếm cả cây này được vài lá này, vài 50cc tin. 60cc Anvin. Ừ, tin với Anvin nó xịt xuống đây nó không bao giờ sượng được. Nó tốt. Bởi vì nó tốt nó do phân. Đấy. Bây giờ mình đưa canxi vô. Dạ, chỉ xịt cái canxi bo thôi để cho nó kích lại, cho nó đậu thôi. Đậu rồi, nó sừng lại ha. Nó đậu nó có trái nó nuôi thì nó ăn bớt cái phân đi. Tôi nói ủa bộ chứ không lẽ tàn nhiều quá trời rồi. Ừ. Mình tiễn. Đâu có đâu ông. Không. Cái này ông tuyển tàng đi nó còn hỏng hết luôn. Cái này giờ bấm tược đi nhá, bấm tược đi ấy, là có nhiều nó tập trung lại nuôi lên nữa. Nuôi nữa là nữa nó đụng nóc lưới này luôn này. Rồi. Đụng nóc lưới là không có xịt thuốc được luôn. Ừ. Bởi vì cái lưới này cao có 1 mét, khoảng tầm 1 mét 8 à. Tại vì cái này tôi làm tôi sợ trời mưa, nhưng mà tôi tăng đưa lên. Ừ, à. Tôi cần thiết thì tôi cũng còn tăng đưa lên được. Ừ. Nhóng lên. Ok, cái nhà lưới này ngon đó, nhưng mà nhà lưới này mình làm biết sớm một tí nữa thì em chỉ anh cách làm cái dàn phân đấy đi cho nó ít lại chút. Ừ. Với lại xé cái bỏ một bớt cái này ra để cho nó hở cho gió nó lùa. Gió nó lùa là cho gió nó hòa. Đúng rồi, gió nó phải đối lưu, nó đối lưu ấy, nó lùa. Nếu thì nó mới đậu. Nếu như vậy thì mình cứ cắt cái thằng này miếng. Ừ, này bây giờ nhá, bây giờ anh có cái sát ở đây này. Ừ. Bây giờ anh xẻ cái miếng ấy ra. Ừ. Xong bắt đầu anh vén một ít sang tới đây thôi. Ừ. Thấy chưa? Ừ. Bên kia anh vén sang bên này. Ừ. Vén xong đừng có vén để chìa cái ớt ra. Cứ lúc nào cũng phải để cho hạt nó che hạt mưa lại. Ừ. Đó. Đấy, còn nhiều là anh khỏi phải rỡ hàng chân, bởi vì rỡ hàng chân bây giờ cái côn trùng ở bên này nó rất là nhiều. Mấy cái ruộng bên này như cải người ta đang thu hoạch mà nó hư kìa, thế là nó giạt sang mình là mình chết. Đấy, nhưng mà nó khi nó nằm ở không trung này là chả có côn trùng nó bay vô đây cả. Ừ. Nó không có bay lên mà bay ngang. Nó bay ngang, côn trùng nó nguyên tắc nó bay ngang. Rồi. Cái lượng nó bay từ trên trời xuống là rất là ít. Ừ. Đấy thì anh làm ơi, cái phương án đấy là đẹp. Ớt nó tốt thì mừng rồi đó, nhưng mà nó đấy. Không có trái thì đấy, nay mình biết nguyên nhân rồi, mình xử lý cái là nó có trái à. Rồi. Bởi vì mình muốn làm nhà lưới, nhưng mà nhà lưới của khu công nghiệp ấy, người ta làm một nhà lưới mà cái dạng một nhà màng á, ừ, là người ta có quạt đối lưu hết. À. Người ta mở quạt, người ta thổi nên là gió, ở gió nó có sự lưu thông. Đấy, là nó mới đậu. Hoặc là bên người ta làm công nghệ như gần Israel ấy, nó làm là nó có cái dây, nó rung 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 rung, rung cái cây. À. Nó rung rung cái cây á, là cái cây nó đậu. Nếu có gió là càng đậu nữa ha. Đúng rồi, nó có gió. Nó có gió nó lắc lư cái hạt phấn nó mới giao thoa với nhau được.
cây, thí dụ chứ còn anh che kín thế này nhá, ong yếc là nó cũng đâu có vào được đâu, tất cả anh coi nó trái, đúng ra là nó trái như vậy nè. Đúng rồi, nhưng mà vậy là tôi đi phân rồi ông ơi. Đi phân, ông đi phân. Đúng rồi. Cái này người ta khó đậu mà nó lại đậu. Đúng 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 đúng. Cái cổ chân, cổ chân của anh đậu tốt mà cái cổ lên trên thì nó đậu không hết. Ừ. Bây giờ tôi vừa gãi phân. Dạ. Như vậy là 3 ngày sau tôi mới đào ốc. 3 ngày sau là tôi bị 2 trận mưa. Ừ, thế là xong nữa. Tôi mới đào ốc lên. Rồi, đấy. Thôi được rồi, thế là biết nguyên nhân được rồi, là mình xử lý đi nhá. Vâng.